Wow, cái gì đây các bạn ơi? Wow, mình vừa phát hiện ra có rất là nhiều màu đã bị rớt tung té ở đây nè các bạn ơi. Wow, không biết ai đó đã nghịch màu nè các bạn ơi. Mình sẽ cùng đi tìm hiểu xem nha. Wow, nhìn nào. Wow, rất là nhiều đồ chơi bị tô màu ở đây nè các bạn ơi. Wow, không biết ai tô màu và để ở đây đây. Bây giờ mình sẽ nhặt hết những món đồ chơi này lại nha. Wow, mình có một cái rổ này các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ bỏ hết những món đồ chơi này vào nha. Wow, rất là nhiều luôn đúng không? À, để xem đây là gì nào. My God, rất là đẹp luôn. Wow, cùng mình nhìn xem coi đây là món đồ chơi gì nha. Có một con khủng long rất là to này các bạn ơi, mình đoán là khủng long đó. Rồi tiếp tục nào. Wow, rất rất là nhiều đồ chơi luôn nè các bạn ơi. Mình sẽ lấy hết một lúc luôn. Và đây hết rồi nha, bây giờ mình sẽ đem đi rửa nha các bạn ơi. Ta-da, một thau nước rất là sạch luôn đúng không các bạn ơi. Mình đã chuẩn bị sẵn để rửa tất cả những món đồ chơi này đó các bạn. Đây là những món đồ chơi đã bị bôi màu và nhiệm vụ của mình bây giờ là rửa cho nó thật sạch nào các bạn ơi. Mình đang xem đây là món đồ chơi gì nha. Có vẻ như Dilophosaurus, một con khủng long rất là đẹp luôn này các bạn ơi. Đây chỉ là mô hình thôi nhưng mà làm rất là giống thật luôn này các bạn ơi. Không để đợi lâu, mình sẽ lấy một món đồ chơi rất là to để đem rửa nha. Thì ra đây là hai món đồ chơi luôn nha. Bây giờ mình sẽ rửa thử xem các bạn. Nó đã bắt đầu nhô cả mắt với răng rồi nè các bạn, không biết đây là con gì đây. Chúng ta có gì nào. Rất là dơ luôn, một cái đầu của con Dilophosaurus. Nhìn cho kỹ nè các bạn ơi. Mình sẽ bỏ đây nha. Món tiếp theo. Chúng ta có một con Indoraptor. Chúng ta sẽ rửa tới món đồ chơi tiếp theo nào. Tramsosaurus. Chúng ta có gì nữa đây, một con hổ đó các bạn ơi. Chúng ta có một con hổ trong bộ đồ chơi này nha. Sẽ tiếp tục tìm kiếm những món đồ chơi tiếp theo. Con chim và đã bị dính rất là nhiều màu. Mình sẽ rửa nó nha các bạn. Sau khi rửa rất là sạch, chúng ta có Papoteralodon, một con chim có cái mỏ rất là dài luôn đúng không các bạn ơi. Cùng đoán xem nha. À, có gì đây, đây là con báo hồng. Rất là đẹp luôn đúng không các bạn. Rồi quay chui luôn nha. Đây có rất là nhiều đồ chơi. Một con Velociraptor. Vui vui vui. Mình sẽ bỏ đây. Tiếp tục những món đồ chơi tiếp theo nha.
các bạn có thắc mắc và tò mò đây là đồ chơi được không? Bây giờ mình sẽ rửa thật sạch nha. Và đây là Onlosaurus. À, nhiều quá rồi các bạn ơi. Nhưng mà chúng ta cũng vẫn là còn nha. Sau một hồi rửa thật là sạch rồi, chúng ta có ở đây, đây là con linh cẩu. Lại thêm một con khổng lồ nữa là các bạn ơi. Thì ra đây là hai món đồ chơi chứ không phải là một nha các bạn. Đây là một cái đầu và dưới này là một con khác nha. Bây giờ mình sẽ rửa cái đầu này coi. Sau khi rửa thật là sạch, chúng ta có gì đây? Một cái đầu của con Scanosaurus. Và đây là cái đầu có thể lút tay vào và hái miệng cắn nè các bạn ơi. Rất đẹp luôn đúng không các bạn? Một cái đầu Dilophosaurus và Canosaurus. Đây, tiếp tục cái món này mình sẽ rửa nó thật sạch. Và đây là con khủng long gì đây? Wow, một mô hình của con khủng long bạo chúa T-Rex. Rất chất nha, và thau nước của mình nè các bạn ơi. Mình sẽ rửa những món đồ chơi tiếp theo xem nào. Để xem chúng ta có gì. Trong cái bộ mô hình khủng long này chúng ta có một con heo này các bạn ơi. Chúng ta có gì nữa nào. Đây là con báo đen nha các bạn ơi. Mình sẽ lại đây. Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ bắt đầu rửa nha. Một con Dilophosaurus. Mình sẽ bỏ đây và tiếp tục nào. Một con Dentaceratops. Con này là con mini đó các bạn ơi, rất là nhỏ luôn. Chúng ta còn gì nữa không? Vẫn còn nha. Màu nó dơ quá các bạn ơi. Đây là một con gấu Bắc Cực. Và đây có vẻ như là món đồ chơi cuối cùng của ngày hôm nay rồi các bạn ơi. Không để các bạn chờ lâu, mình cũng sẽ rửa ngay luôn nha. Cũng đoán xem đây là món đồ chơi gì nào các bạn ơi. Một con Chikaratops, hay còn gọi là khủng long ba sừng. Con này rất là to luôn nè các bạn ơi. Và đây là tất cả đồ chơi của chúng ta ngày hôm nay. Rất là đẹp luôn đúng không các bạn ơi. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.